Lệnh array là lệnh sao chép đối tượng thành một dãy ha. Thì lệnh array có ba chức năng, đó là array đối tượng theo hàng và cột, nghĩa là sao chép đối tượng theo hàng và cột, sao chép đối tượng theo đường dẫn và sao chép đối tượng theo hình vòng tròn là một cung. Rồi, đầu tiên giả sử ta có một cái hình rectangle REC enter. Rồi. Lệnh tắt của lệnh array là chữ AR enter. À, đầu tiên dòng lệnh hỏi send object thì mình chọn đối tượng. Tiếp theo dòng lệnh hỏi send object nữa thì mình enter. Rồi, ở đây thì ba chức năng hiện ra. Thì chức năng đầu tiên là rectangular, có nghĩa là sao chép đối tượng theo hàng và cột. Thì ta bấm vô đây ha. Bấm vô đây hoặc gõ chữ R. R. Enter. Đó. Thì sau khi gõ rectangular xong, nó sẽ hiện ra là 4 cột và 3 hàng. Thì mình có thể điều chỉnh cái khoảng cách này bằng cách là bấm vào mũi tên. À, mũi tên phía đầu nè, kéo ra. Thì mũi tên này nó sẽ gia tăng số lượng cột lên ha. Và mũi tên trên đầu cái này thì ta kéo lên. Ta bấm phím trái chuột một lần ha, kéo lên thì nó sẽ gia tăng số hàng. Còn nếu mà ta bấm vào mũi tên bên trong á thì ta kéo giãn ra thì nó sẽ tăng khoảng cách giữa các cột. Tương tự vậy thì ta bấm vào mũi tên ở phía trên này đó thì nó khi mà kéo lên á thì nó gia tăng khoảng cách giữa các hàng ha. Thì ngoài cách chỉnh thủ công này thì ta có cách chỉnh bằng cách là nhập lên thông số ở trên hình toolbar này. Ví dụ ở đây là phần columns là cột, là chính cột ha. Thì đây ta gõ vô 4 cột ha. Rồi ví dụ đây là số hàng nè, số hàng rows nè, ta gõ vô là 2 hàng đó. Rồi ở phần column nó có chữ between đó, là khoảng cách giữa cột ha. Dù khoảng cách giữa cột đây ta gõ là 8 ha. Rồi tương tự vậy bên between của bên pro đó, là khoảng cách giữa các hàng đó, thì ta gõ là 6 hàng gì ha. Rồi ở đây là nó hiện cái tổng cộng total của nó ha, total tổng cộng. À, giống như khoảng cách giữa cột là 8 thì tổng cộng là 24 đúng không? Còn này hai hàng thì tổng cộng 6, cũng là tổng 6 thôi. Còn cái phần bên đây là levels là thuộc phần 3D ha. Thì ở đây mình không có sử dụng nó. Ha. Rồi, tiếp theo là phần associates, có nghĩa là khi mà array ra thì những cái đối tượng này nè nó dính thành một đối tượng duy nhất, giống như là block vậy ha, giống như group hoặc block vậy đó. À, rồi giả sử đây mình bấm chữ close array đi, mình kết thúc lệnh ha. Đó, thì mình chọn cho đối tượng nè, không thì nó dính giống như mà là một khối và một group ha. Rồi bây giờ mình bấm chữ u để undo lại, u enter, lập lại lệnh array ha, ar enter, rồi chọn đối tượng, chọn xong bấm enter, sau đó bấm vô chữ rectangular. À. Rồi nhập số hàng là 2, khoảng cách giữa các hàng là 6, khoảng cách giữa các cột là 8. Rồi bỏ chữ associate này đi ha, bằng cách là nhấn vô lần. Khi mà nó đang nhấn vô lần á thì nó mờ đi ha. Rồi mình enter kết thúc lệnh thì mình chọn đối tượng nè, thấy không? Thì lúc đó nó sẽ rời từng đối tượng một. À, rồi từ đối một, từ một. Rồi lập lại lệnh array ha, xóa này đi, delete đi, bấm chữ ar enter, đầu tiên là chọn đối tượng, chọn xong bấm enter, chọn rectangular. Rồi base point có nghĩa là điểm chuẩn. Điểm chuẩn thì nó sẽ tính từ cái điểm đó nó sẽ sao chép đi. Ví dụ
điểm chuẩn đang tắm đánh từ là tâm của hình chữ nhật nè, thì mình bấm từ tâm góc này chẳng hạn vậy đó, thì nó sẽ tính từ tâm góc đó đi. À, đó là điểm chuẩn. Rồi bấm close array ha, thì kết thúc lệnh array ở phần sao chép thành hàng và cột. Tiếp theo thì ta có cách sao chép theo đường dẫn. Giả sử ở đây ta có một đường cong SPLine ha, gọi lệnh là SPL, Enter, có một điểm, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm, Enter. Rồi ta di chuyển cái hình chữ nhật này vô điểm endpoint của đường SPLine ha. Rồi bấm đặt array AR Enter. Đầu tiên là chọn đối tượng, chọn xong thì bấm Enter. Sau đó chọn chức năng thứ hai là Path, là đường dẫn. Thì khi ta chọn Path thì dòng lệnh hỏi là Select Path Code, là chọn đường dẫn. Thì ở đây mình chọn cái đường cong SPLine này, lập tức là đối tượng sẽ sao chép và đi theo cái đường dẫn này. Thì cái số lượng này mình muốn thay đổi á, bằng cách là bấm vô mũi tên này, mình kéo ha, kéo bên phải thì khoảng cách nó tăng lên, đồng thời số lượng nó giảm lại. Còn nếu mà nắm kéo về bên trái á, nhấn giữ kéo bên trái nè, nhấn giữ chuột, nhấn rồi buông ra nha, kéo bên trái thì nó tăng số lượng lên, tăng số lượng lên. Đó. Rồi cái đó là chỉnh tay. Bây giờ chỉnh trên thanh trình đơn thì sao? Thì chỉnh trên thanh trình đơn á, cái phần số lượng nó bị mờ đi, nó không cho phép mình nhập, nhưng mà cái phần khoảng cách thì nó cho phép mình nhập. Thì khoảng cách ở đây nè, mình thí dụ mình chọn này, mình nhập khoảng cách là 3 ha. Thì khoảng cách mà tăng lên thì đồng thời cái số lượng cũng giảm xuống. Ở đây nó cập dần nè, giờ thí dụ mình có hai nè, hai nè, không thì khoảng cách nó sẽ nhỏ lại và đồng thời số lượng nó sẽ tăng lên. Rồi thì ngoài cái đó thì có là số hàng. Số hàng có nghĩa là mình có thể sao chép thêm một hàng nữa. Rồi ở đây thì dụ một nè, mình ghi là 3 ha, thì nó sẽ sao chép thành 3 hàng ha, 3 hàng, và nó theo cái hướng tâm ha, hướng tâm. Thì đây thí dụ mình gõ bitstream nè, nó đang khích quá là mình gõ là 3 chẳng hạn vậy đó, thì khoảng cách giữa cái hàng là 3 ha. Đồng thời cái số lượng nó khích quá nè, thì mình giảm lại cái khoảng cách nè, hai là hình tăng lên là 5 đi chẳng hạn vậy, không giảm là cách thưa ra. Thì cái số hàng này nó phụ thuộc vào đường cong này nè đó. Thì do đường cong nó sẽ hướng tâm mà nên những cái hình này rất là lộn xộn. Thì còn phía cột này gì là level thì nó cũng thuộc đối tượng 3D ha, mình không sử dụng. Ở đây mình sử dụng Associate G, thì nó giống cái phần rectangular, có nghĩa là liên kết thành một khối duy nhất thôi, một group duy nhất thôi. Rồi phần baseball cũng vậy, baseball là cũng là điểm chuẩn. Giả sử bấm baseball ha, thay vì điểm chuẩn là tâm thì bấm ngay đây không, thì cái này nó thay đổi liền. Rồi tiếp theo là tangent direction, có nghĩa là hướng tiếp tuyến, thì mình bấm vào đây ha, mình sẽ thay đổi hướng tiếp tuyến. Ví dụ đổi hướng tiếp tuyến là từ đây sang đây ha, từ đây sang đây nè, ngang ha, thì tập tự động này nó đi dọc theo đó ha. Còn hướng tiếp tuyến là bấm tangent nè, hướng tiếp tuyến là đứng chẳng hạn vậy, đứng là từ đây tới đây đó, thì nó đi dọc theo chiều đứng ha. Rồi bấm tiếp là tangent direction nè, hướng tiếp tuyến là đường xuyên chẳng hạn vậy, xuyên từ đây qua đây nè đó, thì đây nó sẽ đường xuyên đó, là hướng tiếp tuyến. Rồi measure có nghĩa là khoảng cách nó giống như khoảng cách giữa bitstream là 3 này không, và còn lại số lẻ của đoạn này nó dư lại, nó dư lại từ đây tới đây đều, từ đây đến đây đều, từ đây đều, từ đây tới đây đều, từ đây đều, từ đây đều, từ đây đều, nhưng mà còn lẻ bao nhiêu thì dư lại. Còn nếu mình chọn là divide á, thì nó chia đều ra luôn. À, divide nè, đó, tự động nó chia đều khoảng cách đấy không? Một, à, tức khoảng cách nó chia đều ra. À. Còn Z direction là nó thuộc ba chiều rồi, thì mình không có sử dụng ha. Đó. À, mình đóng lại close array. À. Rồi chức năng thứ ba của lệnh array đó là array theo đường tròn, circle, hoặc đường cong mà có bán kính arc. À.
Rồi, giả sử mình có một cái hình rectangle ngay vị trí này. Mình bấm lệnh Array, A, R, Enter. Chọn đối tượng là cái rectangle. Sau đó bấm Enter. Sau khi chọn đối tượng rectangle thì mình chọn chức năng là Polar Array. Polar. Thì khi chọn Polar nó sẽ hỏi là Specify Center Point of Array. Có nghĩa là chọn tâm của đối tượng cần sao chép nè. Thì tâm đó mình lấy tâm vòng tròn. Thì khi mình chọn tâm lập tức nó sẽ sao chép thành 6 đối tượng, mặc định là thành 6 đối tượng. Thì số tự mình này mình có thể điều chỉnh bằng cách là cũng vậy, nắm mũi tên ha, kéo nè, nắm mũi tên nè, kéo ha, kéo này là kéo góc xoay ha, nghĩa là thay vì 360 độ mình kéo mình giảm lại 360 độ ha, còn hơi undo lại, còn kéo cái này nè, kéo giảm số lượng này không, mũi tên là giảm số lượng. Đó, mũi tên này là đó, ha, nó giảm số lượng lại. Và nó đi được một dòng đúng hơn, nó không đi qua dòng khác ha. Rồi undo lại, bấm chữ U Enter. Enter hết lệnh. Rồi bấm chữ U Enter. Rồi bấm lên lệnh ở đây AR Enter. Đầu tiên là chọn đối tượng. Chọn xong thì bấm Enter. Sau đó chọn kiểu ở đây là Bola. Tiếp theo là chọn tâm tâm xoay ha. Rồi số lượng này mình có thể thay đổi bằng cách lên phần iStump ha, iStump là 6 nè. À, thì ví dụ mình gọi vô 12. Đó, thì nó tăng lên 12. Ừ. À là nhập khoảng cách. Thay vì 30 nè, thì mình gọi vô là 40 chẳng hạn gì, khoảng cách 40. Đó. Thì thường khoảng cách này nó sẽ phụ thuộc vào số lượng, nó tự động nó chia đều ra thôi. Chỉ có là cái phần fill nè, nếu mà xoay 360 độ thì khác, mà bây giờ mình giảm lại ha, dù xoay 180 độ thôi. Đó, thì nó sẽ khác. À, thì cái bitstream không, khoảng cách tự động thay đổi theo. Thay đổi theo số lượng ha, đây số lượng mình giảm là 6 là hàng gì. Đó, nó sẽ 6 số lượng. Rồi. Cái phần phần row á thì có thể offset ra một hàng nữa, dù 2 đi. Ở số 2 enter. À, thì ra hai hàng rồi, khoảng cách giữa hai hàng nè là 4 đi. À, 4 nhiều quá cho là 3 thôi. À, 2 thôi. Thứ hai là 2. À, thì nó sẽ offset ra. Phần level cũng để thuộc đối tượng 3 chiều ha. Phần associativity cũng vậy ha, là tạo thành group. Baseball thì quả điểm chuẩn cũng giống như các phần khác. Có rotate item ha. Và direction. Không, direction nếu mình bấm chỗ này thì nó qua chiều khác, bấm vô thì đổi chiều khác ha. Còn rotate direction thì nó chỉ xoay thẳng lên, nó hướng tâm, thấy không? Bỏ là nó hướng tâm. Còn nếu mà mình không bấm rotate item á thì nó sẽ theo hướng tiếp tuyến ha. Direction nè. Rotate nè, ha. Rotate item nè. Bấm vô rồi close ở đây lại ha. Rồi vậy là mình đã xong lệnh ở đây ha.